Ơi, mến chào các bạn. Hôm nay gần hết tháng 3 rồi. Mình cập nhật hàng mới về cửa hàng nông cơ Vũ Quang Bự nha các bạn nha. Hàng về rất là nhiều luôn. Đây mình thấy có mấy các vỏ mâm xay nè. Cửa hàng này bán thì giá rất là rẻ nha các bạn nha. Địa chỉ là ngã ba Cua Heo, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, ngay quốc lộ 1A nha. Quốc lộ 1A ngã ba Cô Heo, thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Số điện thoại là 0844085555 hoặc 0918154444 ha. 0844085555 nha. Rồi mình thấy đây là có mấy cái con cắt cỏ mâm xoay mới về nè. Ở đây hàng nhập trực tiếp nên bán giá rẻ, mấy con này 90 nè. Nói chung ở đây các bạn biết sao, các bạn muốn dọn đồ lại dọn, con này mới về ha. Dọn sơn gì lại thì cứ nói người ta, mua cứ nói người ta, nói chung bảo đảm về xài được là ok. Ở đây mình thấy 1, 2, 3, 4, 5 con cắt cỏ mâm xoay nè. Hàng mà bên Nhật về nào nó cũng vậy hết á. Có nhiều con nông cơ thì họ về họ sơn đồ lại lên nó đẹp, còn không thì cứ nhìn vậy đó. Rồi, ở đây thì máy xây xăng ha. Máy xây xăng bữa nay cũng nhiều lắm. Có 7K700 nè, IK800 nè, rồi TX600, rồi TX500. Nói chung thì nó có giá từ 3 triệu đến 7-8 triệu gì một chiếc á. À, đây rất là nhiều luôn. Đây rất là nhiều luôn ha. Đây nhiều lắm. Rồi bây giờ đây thì có cả máy xới chạy dầu nè. Máy xới chạy dầu xài gió nè. Rồi có phát cỏ trục băm nè, phát cỏ ngồi lái nè, rồi phát cỏ mâm xay. À, đây có máy xới đào mương. Ô, cái con này độc đó, con này độc lạ nha. Con này bán được hả chồng? Chưa chú. Chưa hả, mới về hả? Nó có cái này hay quá ha. À, nó vậy hả. Rồi máy xới dầu đang dọn hả? Mấy vỏ này nứt vậy để đốt hả? SS60 hàng nội địa, hàng nội địa vậy. Ở đây có mâm xay ạ. Cái này bán chưa cháu? Cái này 90 phân mới về. Ở đây có động cơ rất nhiều ha, SS50 70 Mitsu rồi gì. Động cơ này động cơ bãi mới về chưa dọn luôn. Ở đây lính làm không kịp. Ở cánh cỏ ngồi lái nè, có một mâm bờ nè, 1 2 nè, 3 nè. Rồi máy dầu nè, có mấy con IC750 nè, 750D, dòng này thì hộp số rồi, vàng IC750, đó, rồi đây là IC60A, chiếc này thì giá nó rẻ, giá nó chừng khoảng, cái con này giá nó cỡ 10 triệu rồi ha, hơn xíu hả, hơn xíu. Ở đây 60A nè, con này hàng hơi bị hệ nè. Con răng ma sử dụng vàng xới xịn á, vàng Sibora. Con này có đề luôn. Con này TF mấy đây ta? CA, con này Sibora đẹp dữ ta. Nó giống y y chang văn ma, nó là văn ma NF110.10. Ồ, Sibora luôn ha. Rồi đây là có con IC60 nè. IC60 vàng rời nè. Rồi vàng IS10Z. Đây nè, rất là nhiều luôn ha. Bạn muốn mua thì cứ alo trong chủ theo số điện thoại 0844085555. ZK1-85 mới về chưa dọn nha. Rồi IC90E. Ủa, này đã bán rồi ta? Đó ghi đã bán rồi. Rồi Zanma HS8K. Mấy đời HF này thì mình thấy nó có những cái rãnh gió rồi, nó thiết kế cũng đẹp ha. Sử dụng vàng IC850.
giống như IC8 hoặc IC80 xưa 80. Nhưng mà này là nó là thế hệ mới hơn. Rồi NFD8 là D là bét kim nha các bạn nha. 80 sử dụng dạng IA80 xăng ma. Rồi đây xăng ma HS80 nữa nè. Rồi đây có động cơ rất nhiều ha. Động cơ máy dầu, máy một. Các bạn thích loại nào thì mua loại đó thôi. Cơ Kubota, cơ Kubota nè. Đời này bền lắm nè. Rồi ở đây mình thấy Kubota nè, KRA75. Con này hơi bị đẹp á. IZ10G sử dụng động cơ SS10. Hệ đấy. Rồi Isuki KA750 Isuki này thì nó là con Yanma các bạn nha. Nó là Yanma đó. Yanma 75 á. Sử dụng vàng này giống như vàng IR75. Rồi nó là Yanma đó, nó chỉ thương hiệu là Isuki thôi. Con này cũng đó nhưng mà gác mấy Yanma nè. Rồi Isuki đời này đời hệ nè, đời cao nè, mini. NFA06 6 ngựa. Rồi FS50 nè, dàn IC50. Rồi con này là NFD7L xài dàn IC7. Nào IC60. Rồi con này IC80. Rồi SS90, IC90 thường là vậy. Con này là IC750. Nhiều lắm các bạn. Rồi H850 nè, rồi K175K nè, NFD8 đầu vuông. Rồi có mấy dàn IC rồi rồi ha, đây không thiếu thứ gì ha. Mà muốn mua gì có đó ha. Rồi dàn K900 của Kubota nè. Kubota đây là K85 nè. K85. K85, dàn sới K85 luôn. Dàn K1 từ 75 là K1 trừ 75. Động cơ là EA7. Rồi Kubota K75. Nó có K75 rồi K1 trừ. Rồi Kubota 7 K750 rồi KA850. Ủa? KA850 là Yanma. Yanma Isuki á. Rồi coi coi IA60 xài NFAD6. Rồi Kubota L40. IA85. NF90. IA90.
quá sạch quá. IC60, IC80, IH800, IA80, IS90, NFA. Này chặt quá các bạn nha, mình quay hơi bị chóng mặt chút nha. NFD7. Chặt quá, chặt quá. Ồ, có con IX nữa đây, NFD70L. Sử dụng dàn số IX70. Hay ha. Đủ thứ ha, của thằng Nhật nó làm đủ thứ ha. Rồi SS60. IC80. IC60G. IC70 DG. Rồi, bánh vỏ lốp có nhiều cái đẹp ghê chưa, len ken luôn. IC80G sử dụng vàng IS80G K1-75, K75, K1-7, Kuta K7. Động cơ E7, vàng K7, đời này bền lắm nè các bạn, bền lắm. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì cứ gọi 0844085555 ha, gặp ông chủ Vũ Văn Bự ha. Rồi, có gì ông báo giá rồi cho mình quay để anh em theo dõi coi có nhu cầu thì cứ alo ha. Rồi, mình chào bạn.